Tiếp theo xin mời các bạn đến Quảng Ninh để thưởng thức món bánh với cái tên rất lạ, bánh gật gù. Cắt mỡ gà thành miếng nhỏ rồi cho vào chảo nấu tan, lừa qua rây để lấy phần mỡ nước. Mỡ gà có màu vàng đẹp mắt sẽ giúp cho món bánh của bạn được thơm hơn. Phi thơm hành tím bằng mỡ gà rồi lược để lấy riêng phần mỡ và hành phi. Cắt bột bánh cuốn tài ký cho vào tô, khuấy đều với nước, thêm ít dầu ăn để bánh không bị dính tay. Tráng bột bánh cuốn lên sửng hấp. Bánh chín rất nhanh đấy nhé. Bây giờ thì lấy bánh ra cho lên mẹt gỗ đã tráng mỡ. Cuốn bánh lại như thế này và xếp lên đĩa nữa là hoàn tất. Bánh cuốn khi cầm lên sẽ gật lên gật xuống, dẻo nên không bị gãy. Vì thế mới được gọi là bánh gật gù. Vị mềm, dẻo dẻo của bánh ăn kèm với nước tương pha mỡ gà thơm ngon, lạ miệng, chắc chắn sẽ cuốn hút những ai chưa từng thưởng thức. Bánh Việt đã sẵn sàng, các bạn hãy thưởng thức thật ngon miệng nhé!